Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Và mình là Tô Mỡ đây. Nếu như anh em lần đầu đến với kênh của mình thì đừng quên hãy để lại cho mình một subscribe, đăng ký kênh để giúp cho channel của mình có thể phát triển nhé. Rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần ấn vào nút subscribe hoặc là cái nút đăng ký màu đỏ đấy, sau đó ấn vào cái chuông bên cạnh, như vậy là xong. Theo như anh em, ở phiên bản hiện tại, xạ thủ nào trong Mobile Legends là xạ thủ mạnh nhất? Mình hỏi anh em câu hỏi này đó là bởi mình thấy có khá là nhiều người hỏi mình là Tô Mỡ ơi, cho tôi hỏi, trong Mobile Legends thì xạ thủ nào là mạnh nhất, đáng tiền mua nhất để tôi còn mua? Tại vì giá cũng phải 32.000 vàng cơ mà. Vậy thì đây, trong video clip này mình sẽ có câu trả lời cho anh em về vấn đề này. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải khoanh vùng xạ thủ cái đã. Ở meta hiện tại, chúng ta có 5 cái tên hay được sử dụng, được xuất hiện nhiều ở trong đấu trường ở lục địa Bình Minh. Đó là Kimi này, Claude này, Moskov, Kerry và cuối cùng là Hanabi. 4 xạ thủ còn lại ngoại trừ Kimi đều thuần vật lý hết. Riêng vị tướng Kimi này sẽ là kiểu lai giữa xạ thủ và pháp sư anh em nhé. Tức là lên đồ vật lý kết hợp với lên đồ phép thuật. Cho nên anh em nào mới chơi thì cần lưu ý khi mà mua về. Quanh đi quẩn lại thì chúng ta chỉ có 5 cái tên xạ thủ này thôi anh em. Những cái tên khác như là Irithel, Bruno, Klingt thật ra vẫn rất mạnh. Chỉ là 5 vị tướng mà mình nêu ở bên trên ý, nó quá là phù hợp với meta hiện tại của game đi, nên rất là được trọng dụng. Nếu trong thời gian tới mà những cái tên còn lại được tăng sức mạnh thì hẳn rằng top 5 xạ thủ này sẽ có sự thay đổi rồi. Ok rồi, vậy thì trong số 5 xạ thủ này, xạ thủ nào là mạnh nhất? Thật ra không có khái niệm xạ thủ nào là mạnh nhất đâu anh em ạ. Trong Mobile Legends có thể nói là không có cái gì là nhất cả, mà luôn luôn sẽ có những cái gọi là khắc chế lại những cái đó. Vậy nên hôm nay mình sẽ đề cập đến vấn đề đó là xạ thủ nào thì phù hợp nhất trong tình huống nào để mà chọn mà chơi. Anh em có hiểu không ạ? Tức là cùng một vai trò xạ thủ, nhưng mỗi một tướng trong số 5 vị tướng mà mình vừa nêu ấy sẽ đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong đội hình để phục vụ cho một chiến thuật. Có xạ thủ chỉ được chọn để tập trung farm cuối game để gánh team giao tranh thôi. Có xạ thủ thì có khả năng solo này, có xạ thủ thì khắc chế được đội hình team địch. Do đó, điều chúng ta cần làm đó là nhìn vào đội hình của chúng ta cũng như nhìn vào đội hình team địch để có được lựa chọn chính xác nhất ở vai trò xạ thủ. Chúng ta sẽ không thể so sánh là giữa Claude hay là Moskov, hoặc là giữa Kimi hay Hanabi xạ thủ nào thì mạnh hơn, mà chúng ta cần phải đặt vào một tình huống cụ thể để cân nhắc xem nên lựa chọn xạ thủ nào để phù hợp nhất. Đấy, đấy chính là mục đích sinh ra các loại xạ thủ trong Mobile Legends, chứ không phải là so sánh rồi chọn ra được một vị xạ thủ có thể làm hết được mọi vai trò đâu anh em nhá, đúng không? Nếu mà thế thì game chỉ cần 6 vị tướng cho đủ các vai trò thôi, cần gì phải để ra gần 80 vị tướng làm gì cho lắm. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sức mạnh của từng vị tướng và ở hoàn cảnh nào thì nên chọn xạ thủ gì. Như mình có nói bên trên là đa phần đến từ đội hình của đối phương và đội hình của team mình là chính. Và mình sẽ đánh giá ở trên những yếu tố đó là khả năng solo 1v1, khả năng đẩy trụ, khả năng tham gia giao tranh và một số yếu tố khác đặc thù của từng vị tướng. Cái tên đầu tiên mà mình đề cập đến ở đây đó chính là Kimi. Kimi có lẽ là xạ thủ bị cấm nhiều nhất kể từ rank 3 trở lên trong Mobile Legends bởi sức mạnh không quá cần phải bàn cãi của cô nàng này. Sức mạnh của Kimi đến từ khả năng vừa di chuyển mà vừa bắn, mà có thể nói là bắn liên tục không ngừng của vị tướng này, khác một chút so với Irithel. Đây chính là điểm lợi lớn nhất để Kimi, mặc dù là xạ thủ nhưng có thể tham gia giao tranh với đồng đội ngay từ những phút đầu của trận đấu. Và nguồn sát thương đầu game của vị tướng này gây ra có lẽ là lớn nhất trong số tất cả những xạ thủ đang hot ở meta hiện tại. Nhiều điểm duy nhất như chúng ta vẫn hay nói về Kimi, đó là vị tướng này khó điều khiển mà thôi. Kimi rất mạnh ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa game và vô cùng phù hợp với những đội hình có thể gắn kết và đi chung với nhau ngay từ những phút đầu để đi ganh hoặc đi đẩy trụ. Trong một số trường hợp, Kimi còn có thể đảm nhận vai trò của một pháp sư và team sẽ chọn thêm một xạ thủ nữa. Khi đó, Kimi sẽ đổi vai trò từ xạ thủ sang pháp sư dạng cấu rỉa, rất là đa dạng. Cá nhân mình thì không đánh giá quá cao Kimi ở vai trò xạ thủ ở cuối game đâu, bởi tố chất thuần sát thương vật lý nó sẽ toàn diện hơn là nửa vật lý, nửa phép thuật ở giai đoạn đấy anh em ấy. Cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn rất là nhạy cảm, khi mà chỉ có burst damage trong khoảnh khắc thôi là bay màu rồi. Hơn nữa, tốc độ đánh của vị tướng này sẽ không có thay đổi, tức là đầu game thế nào thì cuối game vẫn sẽ như vậy, không có gì thay đổi cả, chỉ có sát thương và tốc độ di chuyển là khác thôi. Những cái tên khác về cuối game mà burst damage mạnh mà bật lên hẳn như là Leslie, nó sẽ khác bọt hơn rất là nhiều. Vì thế nên nếu gặp một đội hình địch mà khỏe về giai đoạn cuối game, chúng ta có thể chọn Kimi rồi tham gia giao tranh để trụ cùng đồng đội ngay từ giai đoạn đầu. Chọn Kimi không phải là để đi đẩy trụ và đi solo đâu, anh em nhớ đấy. Ở cái tên thứ hai mà chúng ta sẽ nhắc đến ở đây, đó là Claude. Ở trong tình huống nào thì chúng ta nên sử dụng Claude đây? Dĩ nhiên rằng, xạ thủ nào về cuối game mà phun đồ cũng đều mạnh cái anh em ạ.
và Claude thì bắt đầu mạnh ở giai đoạn giữa game khi mà vị tướng này có đủ 3 trang bị chính của mình. Dựa trên những tiêu chí của mình thì Claude là một xạ thủ có khả năng đẩy trụ vô cùng an toàn và tham gia giao tranh xả sát thương rất mạnh ở giai đoạn giữa và cuối game. Lý do vì sao mà nhiều người chơi Mobile Legends ở meta hiện tại tôn sùng vị tướng này đến như vậy đó là bởi lối chơi của Claude tương đối an toàn. Mặc dù để có thể gây ra được tối đa sát thương với chiêu cuối của mình thì Claude phải lăn xả, tiếp cận tim định một chút. Vấn đề này đòi hỏi kỹ năng điều khiển Claude là một. Và cái thứ hai đó là phải am hiểu chất tướng của đối phương rồi mới lao vào. Mình lấy ví dụ, nếu như team bạn có những vị tướng có khả năng hất tung như là Minotaur này, Gatotkaka hoặc là Châu là những vị tướng có khả năng hủy chiêu cuối của Claude, thì chúng ta phải căn khi nào thì nên bay vào với chiêu cuối hoặc là khi nào nên nhử để cho chúng dùng chiêu hất tung đi đã rồi chúng ta mới hãng lao vào. Và tuyệt đối không nên được đứng gần những vị tướng này khi mà sử dụng Claude đâu anh em nhé. Đó là cái khó khi mà chúng ta chơi Claude. Về khả năng solo 1v1 thì mình cũng không quá đánh giá cao vị tướng này bởi có những vị tướng khác solo mạnh hơn. Thậm chí Claude chưa chắc đã solo được với Leslie đâu. Khi mà bàn về sát thương, khả năng dồn sát thương của Leslie là rất cao, hoàn toàn có thể khiến cho Claude chết sốc. Bản thân chiêu cuối của Claude cũng bị chiêu thứ hai lựu đại chiến thuật của Leslie khắc chế luôn. Nói vậy thôi chứ Claude solo 1v1 vẫn rất là khỏe, có khả năng dồn sát thương của vị tướng này rất là nhanh và mạnh. Vì vậy, nếu chúng ta đang rơi vào một tình huống team cần một xạ thủ có khả năng solo đường và đẩy trụ tốt, vào combat thì chỉ cần giữ vị trí thôi. Team địch lại không có chiêu thức hất tung nào thì mình khuyên anh em nên sử dụng Claude. Khác một chút so với Kimi, Claude vô cùng cơ động và là một trong những vị tướng xạ thủ có thể nói là nhây nhất Mobile Legends luôn. Bắt được vị tướng này cũng phải gọi là vã mồ hôi đấy anh em ạ. Cái tên thứ ba mà chúng ta sẽ đề cập đến ở đây đó chính là Carry. Carry là một trong những cái tên được chọn rất nhiều ở trong các giải đấu lớn của Mobile Legends trên toàn thế giới và ở Việt Nam cũng như vậy. Với khả năng cơ động, lướt liên tục ở chiêu 2 bước nhảy bóng ma của mình, Carry hoàn toàn có thể tham gia giao tranh ở giai đoạn đầu game trước khi đạt tới ngưỡng sức mạnh mới ở level 4. Đó là bởi nội tại của vị tướng này cho phép Carry gây thêm sát thương chuẩn từ 3 đến 17% sát thương lên mục tiêu sau khi tích đủ 5 ấn, tương đương với 5 đòn đánh đấy anh em ạ. Chính bởi nội tại này cùng với khả năng gia tăng thêm số lần tấn công từ chiêu cuối, cho nên Carry được cân nhắc lựa chọn như là một con bài để khắc chế lại toàn bộ những tanh cờ đỡ đòn hoặc là máu trâu bên team địch. Đây chính là điểm nhấn lớn nhất và cũng là ưu điểm đặc biệt nổi trội ở Carry mà anh em cần biết đến. Nếu như team bạn pick quá nhiều máu trâu đi, ví dụ như là Minotaur này, Johnson hay là Grog, thì Carry ở vai trò xạ thủ là cực kỳ mạnh xuyên suốt mọi giai đoạn, đặc biệt là từ giữa cho đến cuối game. Có Carry trong đội hình, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hướng đến những mục tiêu lớn như là rùa thần, Lord hoặc thậm chí là đẩy đường. Lấy ví dụ như là Kimi hay Claude đi, là những xạ thủ mà mình có nêu bên trên sẽ cần phải chọn vị trí để lao vào dồn sát thương ở dàn sát thương đằng sau, thì Carry khi mà đủ trang bị chính ấy thì có khả năng bắn hết, gặp ai là bắn đấy và không phải ngán bất kỳ mục tiêu hay là kén chọn bất kỳ mục tiêu nào cả. Tùy từng trường hợp, trong đội hình nếu như đã có Carry để chăm sóc các vị tướng châu bò rồi thì tốt hơn nhất ý là chúng ta nên chọn thêm một số vị tướng có nguồn sát thương phụ khác như là Châu này, là Guinevere này, là Hayabusa này hoặc là Pháp sư Hurley để có thể lao vào gây sát thương ở dàn damage phía sau là những xạ thủ, pháp sư của team địch. Giao tranh thì như vậy rồi, về mặt solo 1v1, Carry cũng có thể nói là ổn. Khả năng đẩy đường ở giai đoạn đầu game của Carry thì bình thường như là bao xạ thủ khác thôi, cần phải có đủ trang bị chính thì mới đẩy tốt. Khả năng dọn dẹp rừng cùng với lính ở ngoài đường của Carry cũng được đánh giá khá là cao. Cũng như phần lớn xạ thủ khác, Carry hoàn toàn có thể gánh team, bắn lại cả team địch nếu như vị tướng này được hỗ trợ đủ, ví dụ như là có Digi hoặc là Angela hỗ trợ này. Ba cái tên mà mình đề cập ở bên trên thật sự chưa có cái tên nào mà mình cho rằng nó thực sự nổi bật ở giai đoạn solo 1v1 hoặc đẩy đường anh em ạ. Kimi có thể giao tranh sớm này, Claude có thể giao tranh vào cuối game siêu mạnh, siêu cơ động, Carry thì khắc chế tanh. Vậy thì có vị tướng nào solo 1v1 và quan trọng nhất là đẩy đường tốt không? Trong tình huống này, mình sẽ gọi tên đó là Moskov. Bộ kỹ năng của vị tướng này cho phép Moskov tăng sát thương trên đòn đánh này, tăng tốc độ tấn công của bản thân và có khả năng gây choáng đối thủ. Sức mạnh mà không vị xạ thủ nào trong meta hiện tại có thể làm được. Thật ra thì khả năng gây choáng ngoài Moskov hay là Bruno ra thì làm gì có xạ thủ nào có khả năng gây choáng đâu anh em. Khả năng choáng này còn lên đến tận 2 giây cơ nếu như mà chúng ta có thể ném đối phương vào địa hình. Quá là đủ để bốc hơi rồi. Thậm chí với cơ chế chiêu thức gây choáng của mình, Moskov còn có thể gây choáng đến 2 mục tiêu tướng địch chứ không phải là một. Nhược điểm của chiêu này đó là khá khó dùng. Nó như là một con dao hai lưỡi, dùng trượt thì nó sẽ gây ra hiệu ứng đẩy lùi khiến cho kẻ địch chạy đi, dùng chúng thì dĩ nhiên là hay rồi. Như mình có đề cập ở bên trên, nếu ngang đồ thì Moskov có tốc độ đánh phải nói là nhanh nhất nhì trong Mobile Legends. Ngoài ra,
vị tướng này còn cơ động ngang ngửa carry nếu như được bắn, bởi nội tại của Moskov giảm hồi chiêu cho hai kỹ năng đầu của hắn. Càng bắn nhiều thì kỹ năng của Moskov hồi chiêu càng nhanh và gần như là liên tục. Ở trong giao tranh, Moskov cũng là một vị tướng bắn rất đau, gây sâu sát thương bởi khả năng bắn nhanh và nhiều chí mạng của mình. Và đây cũng là mẫu xạ thủ mình rất ưa dùng nữa. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý ở vị tướng này đó là tầm tấn công của Moskov khá là gần và dễ đặt bản thân của vị tướng này vào nhiều tình huống nguy hiểm nếu như không chọn được vị trí tốt. Bởi như ba xạ thủ khác thôi, Moskov vô cùng giấy. Một lời khuyên dành cho vị tướng này của mình đó là nếu như không chắc chắn thì đừng bao giờ sử dụng chiêu 2 rồi hy vọng nó có thể choáng được đối thủ. Hãy sử dụng chiêu 2 như là một cách để tẩu thoát khỏi đối phương. Còn trong giao tranh, nếu như không chắc tay thì không nên dùng. Moskov có thể bắn trong giao tranh rất là mạnh, nhưng ở hai khía cạnh là solo và đẩy trụ, Moskov cũng làm tốt không kém. Cho nên anh em khi lưu ý chọn xạ thủ thì hãy cân nhắc nhé. Ở vị trí cuối cùng, hẳn anh em đều biết là vị tướng nào rồi đúng không? Đó chính là Hanabi. Thật sự mà nói, nếu như anh em chơi solo không có bạn bè thì chọn Hanabi trong những trận rank cao là rất khó để có thể giành được chiến thắng nếu như không có đồng đội hiểu ý anh em ạ. Bởi Hanabi giống như là Layla ấy, mình đang không nói tính về mặt sát thương thì về cơ bản Hanabi không có quá nhiều khả năng chạy trốn nếu như bị ganh, mà vị tướng này phụ thuộc khá là nhiều vào phép bổ trợ tốc hành hoặc là tốc biến. Hanabi có một khả năng kháng lại hiệu ứng cũng khá là ổn, mà anh em cần chú ý đó là nếu như Hanabi đang có giáp ảo thì khi đó nếu như mà chúng ta tung hiệu khống chế thì vị tướng này sẽ không sao cả, nhưng nó không có nghĩa là giúp cho Hanabi thoát được một pha ganh đến từ team địch. Hanabi là một vị tướng khá là bị động trong số 4 cái tên mà mình có kể bên trên. Tuy nhiên, xét về mặt khả năng dồn sát thương của Hanabi thì vị tướng này rất là mạnh trong giao tranh khi có đủ 3 món trang bị chính, cũng giống như bao xạ thủ khác thôi. Và y hệt như Claude vậy, khả năng xả sát thương trong giao tranh của Hanabi là có, giống như Claude, nhưng Hanabi lại đứng xa và bắn thôi, vô cùng an toàn và không cần phải lao vào giữa đội hình team địch làm gì cho nó tạo độ khó cho bản thân cả. Khi mà đạt tới cấp độ cuối của chiêu thứ nhất thì Hanabi hoàn toàn có thể gây sát thương lên 5 mục tiêu trong một lần đánh. Do đó, như mình mới nói, nếu như có một team đảm bảo cho Hanabi khả năng thoải mái dồn sát thương thì trong giao tranh vị tướng này hoàn toàn có thể gây sát thương mạnh nhất nhì trong số những xạ thủ của Mobile Legends, giống như là Claude vậy. Chưa chắc Kimi, Moskov hay là Carry có thể gây sát thương bằng được đâu. Do có khả năng bắn lan mạnh nên khả năng đầy đường của Hanabi là có. Sức mạnh dọn dẹp quái rừng của Hanabi cũng tốt và đôi khi trong một số trường hợp Hanabi đủ đồ có thể solo với một hoặc hai vị tướng team địch được, miễn là không có quá nhiều hiệu ứng khống chế hay là burst damage dồn lên cô nàng. Do đó, Hanabi ở đấy, tùy anh em lựa chọn thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu team đủ bảo kê thì hãy chọn nhé, vì Hanabi khá là phụ thuộc vào đồng đội đấy. Đây cũng là một mẫu xạ thủ điển hình cho việc nếu như team khỏe thì xạ thủ sẽ khỏe. Trên đây là toàn bộ 5 vị tướng xạ thủ mạnh ở meta hiện tại và ưu điểm của từng xạ thủ một để anh em biết nên chọn chúng như thế nào trong các trận đấu của Mobile Legends. Nếu như trong danh sách này có tướng thủ của anh em và anh em có thêm nhiều lời khuyên khác, hãy để lại bình luận ở bên dưới video clip này nhé. Và đừng quên, nếu như thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp cho channel của mình được phát triển, tạo thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye!